Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ để bàn cho anh em mình tham khảo ha. Đó, thì như trước mặt anh em thấy đây là một chiếc đồng hồ Upli anh em ha. Anh em mình ở Việt Nam hay gọi nó là con Upli. Đó. Và Upli anh em nó rất là nhiều kiểu, nhiều dạng anh em ha. Rất là đa dạng và phong phú về mẫu mã, về cơ chế, về thế này thế nọ. Đó, thì những con Upli anh em nó chơi mình bày đa số là không có âm chuông, không có gì hết, và nó chỉ bày chơi, cho nên cái vấn đề mà cái độ đẹp của nó quyết định nha anh em. Đó, có nghĩa là nó độ đẹp nó như thế nào thì nó sẽ quyết định cái giá trị của cái sản phẩm ha. Đó, trước tiên cũng như mọi khi em sẽ báo thương hiệu anh em ha. Đó, con này là con đến từ nhà Haller anh em ha, nhà Haller. Haller là của Đức nha anh em. Haller rất nổi tiếng của Đức. Anh em thấy mà. Anh em thấy nè, Made in Germany. Made in Germany. Nó rất là nổi tiếng ở Đức anh em ha. Cái thương hiệu Haller này chuyên về những cái dòng Upli. Đây là cái ly này. Con này là con lên cót chạy 400 ngày nha anh em. Một lần lên cót là sử dụng 400 ngày. Cái ly này là ly thủy tinh ha. Ly thủy tinh. Và anh em coi cái nước mạ của nó. Anh em coi cái nước mạ, quan trọng nhất là những cái nước mạ này anh em ha. Và anh em thấy không à, nước mạ zin ha. Đó, anh em thấy nó lấm tấm ha. Đó. Chứng tỏ đây là một chiếc mạ zin anh em, coi nước mạ này. Sáng quắc. Đó, anh em thấy mà. Đó, đây rồi nó ở đây là nó làm một cái dập nổi cái hoa văn rất đẹp anh em ha. Anh em soi xem. Đó, anh em thấy mà. Thấy rõ không nè. Quan trọng nhất là những cái nước mạ này anh em ha. Đó, nó còn đẹp hay không đẹp ha. Đó, nước mạ zin hay như thế nào. Đó, thì nó sẽ quyết định cái giá trị của cái đồng hồ ly ha. Rồi anh em mình em mở cái ly ra ha, mở cái ly ra rồi mình đợi tạm này cả. Rồi đây anh em thấy không, đây cái ly thủy tinh nha anh em, ly thủy tinh ba chấu của nó còn đầy đủ anh em ha, ba chấu còn đầy đủ, tăng đưa còn đầy đủ ha, rồi cái gạt mà để khóa vẫn còn anh em ha, nó đầy đủ hết, không thiếu gì hết anh em. Anh em còn cái mặt số nữa. Con này là Upli, nó là size lớn anh em ha, size nó là size 30 á, 30 nghĩa là cái chiều cao nó là 30 anh em ha. Đó, đường kính đế của nó thì nó tầm khoảng mười mấy anh em ha. Đó, mười mấy gần 20 này nè. Em còn cái nước mạ của nó nè. Mặt nhựa nha anh em, nhựa. Đó. Đây. Trụ này nè. Đó. Chân giấy này nè. Đó. Đó. Vừa mở ra là gió nó thổi cái là nó ấy cái gì anh em ha. Đó, chơi mấy cái này thì cũng rất là nguy hiểm ha. Đó. Cái sợi tóc của nó rất là nguy hiểm anh em, còn nước mạ nó nè. Đó. Quan trọng nhất nữa là cái gì anh em, chơi Upli quan trọng nhất là cái sợi tóc anh em ha. Đó, sợi tóc zin theo con đồng hồ thì nó mới chính xác giờ được anh em ha. Có nghĩa là sợi tóc zin theo con đồng hồ thì anh em mình có thể chỉnh nhanh chậm trên đây được ha. Còn nếu như sợi tóc không đúng của nó thì anh em mình canh chỉnh cỡ nào nó cũng sai hết anh em ha. Đó, sợi tóc zin anh em, zin theo đồng hồ. Rồi đây máy móc ở đây nè. Máy móc này. Đây. Đó. Rồi bên này. Đó, thương hiệu Haller anh em, thương hiệu Haller anh em ha, Haller. Anh em ở đây là cái chìa chỗ lên cót ha, ở lên cót là chạy 400 ngày anh em, rồi nó chạy khoảng 1 năm anh em. Rồi đẹp hồi này, máy móc tươi đối này, tươi đối. Thì bày chơi mấy con này nó mới đẹp anh em ơi. Phải tươi rối như vậy nó mới đẹp em ha. Ok anh em, về chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để cho màn hình
hoặc nhắn tin em sẽ trả lời ha. Nếu hay hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo ha. Rất đẹp em ha, một hộp ốp ly đến từ nhà Hà Lợi, giá nó cũng chỉ tầm vài triệu thôi. Em có để phần giá ở giá tham khảo ở phần mô tả anh em ha, hoặc trên những bài đăng của em trên Zalo hoặc là trên fanpage đồ xưa tiếng chọn Gò Vấp anh em ha. Anh em có thể lên đó tham khảo, hoặc anh em phải click vào phần mô tả anh em tham khảo giá nha. Đó, cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào, tạm biệt.